Chào anh chị, hôm nay kỹ thuật bên em sẽ hướng dẫn anh chị in sao test dòng máy in TSC 342 Pro để kiểm tra số km đã in. Đầu tiên anh chị tắt nguồn ở phía sau. Bước thứ hai anh chị giữ nút fit, nút phía dưới và đồng thời bật nút nguồn. Chị giữ cho đến khi máy tự động nhả giấy ra. Trên đây là toàn bộ thông tin của máy in. Ở đây là số km đã in trên máy in. Sau khi sao test xong, anh chị tắt nút nguồn đi và khởi động lại máy.